193天, ngày 193 Hãy nghe và nhắc lại cách nói Vậy đợi mình mua xong đồ thì lên tầng 6 ăn thử xem Nà tầng của mình mải quán tung xí chiều sang liều lấu chứ chứ khẳng Nà Tầng Mình 买完东西就上六楼吃吃看。那等我们买完东西就上六楼吃吃看。

nhất định khác rồi đúng không? Ý tình khở là bà. Xin đợi chút, dùng cách lịch sự. Chiến sao tầng. Chất lượng. Trừ lượng. Có dự định hay không? Tá bù tả soạn. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. 记得打电话通知我。cứ nói tiếng Trung suốt，一直说中文。loại phương pháp này chỉ d <ười> g giao tiếp thông thường còn coi là được。 thường giao đến cả người bản địa, Lén bản địa chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam, Chuyển Việt ngữ chuyên nghiệp. còn đang ở trong hòm, còn đang ở trong vali. hãy dài sang dự Nhanh lên chút. Khoai tẻ. Rất hợp đấy. Mán khớ sử đó. Mua xong đồ trước. Xem mải quán đông gì. Không rõ lắm thầy清 chắc là có không ít in gaiấ bù sảo bà đi về phía trước đại khái hai trăm mét hoàngchén giấ大概 ở bánhm bên trái sẽ có cái váy để xe dưới hầm 左边会有个地下停车场。冷秋 g r a n d 得塞。上次忘记停车位置，抄好规，免得忘记。管楼不飞。 自助火锅店上六楼吃吃看